tiêm đây là đi không không được, không được, đau lắm. Đau lắm mà bị bao lâu rồi? Đau lắm rồi. Chị người bước lên, chị xem có được lên một xuống được không? Nhưng mà khó. Khó, khó mà đau. Hai bên cũng bị nóng luôn ạ. Nóng mà đông nhiều hơn mới nóng lên. Cũng nóng nhưng mà nó cũng sưng, sưng bên trong. Dạ, dạ, được rồi. Thế thì đặt đá vào luôn cả hai bên. Giữ cho nó, ra ức chế cho giảm viêm. Sau khi trường xong thì thấy thế nào? Dịu hơn nha. Vậy là bây giờ về mà cứ còn nóng vẫn cứ tiếp tục trường mỗi ngày nhé chị nhé. Không quên, trường lạnh liên tục cho đến cái ngày nào mà nó hết, hết cái hiện tượng nóng đầu gối. Nó đỡ hơn, nó nhẹ hơn, nhàng hơn. Dạ, bây giờ về cái viêm á, chị phải cải thiện tiếp cho nó triệt để. Để làm sao cho nó hết viêm. Nhẹ nhàng là tốt rồi nhưng mà phải làm nữa. Dạ, nhẹ hơn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.